Chậu lan cát ly trên te này phải nói là đáng chơi anh em ạ. Nó là một cái bông đại, đây là hàng đài nhá. Và bông này nó rơi vào khoảng tầm 17 sen. Đại nhưng mà hoa là hoa chùm. Nó tới 4 bông cho một chùm nụ nhá. Và nó rất siêng bông. Loại này là hàng lan cát của Đài Loan, cho nên bông nó thơm, màu sắc rồi khuôn bông khá đẹp. Nó dễ bông lắm. Ví dụ như một cái chậu đơn giản như thế này thôi mà nó tới hai mèo nụ. Đây này, cái mèo nụ này xong cũng được 4 bông luôn đây cả nhà này. Và đặc trưng của nó thì nó cái mèo của nó cứ héo xong thì nó mới đẩy cái nụ ra nhé. Đấy. Chùm này cũng được 3 bông này. Cái này cũng được 3 bông luôn này. Rồi em sẽ lên từng đơn hàng cho anh em sưu tầm. Lên luôn cái đơn hàng mà nó đang có hoa như thế này, vừa mới nở. Cái này gửi về cho anh em vẫn được chơi hoa nhé. Giò này thì nó có thú vị cái là mình chơi hoa hết cái chùm hoa này này thì sẽ có cái chùm hoa này tiếp theo. Rồi nay mai cái mầm lên, cái chùm mầm lên tới đâu thì nó ra hoa tới đó. Lên mã số 43 với giá là 300 cho chậu ly chen te. Đấy, bông cũng rất đẹp nha. Cái lưỡi này, lưỡi ống này. Rồi chậu thứ hai. Chậu thứ hai này cũng tương tự như vậy. Nó cũng là hai mèo nụ. Bây giờ nụ to như thế này. Đây này, đây soi là được 3 bông hoa luôn này. Đấy. Mã số 92 với giá là 300. Hàng này thì trồng 4 năm rồi. Cho nên tất cả những cái chậu này em phải đặt vào trong một cái chậu để cho nó giữ đứng á. Bởi vì 4 năm thì cái thiên hướng của cái lan cát thì nó hay cái kiểu mà nó mọc ra phía ngoài chậu. Chính trồng thuần như thế này thì nó mới dễ hoa nha các bác nhá. Loại này Tết năm nào em cũng có hoa chơi đấy. Ly chen te. Đây này, mèo này. Mã số 92 với giá 300. Rồi lên tiếp một siêu phẩm. Đây là một siêu phẩm mã số 93. Bởi vì một cái chậu lan cát mà nó được 3 mèo nụ, mà mỗi một mèo nụ được 3 bông như thế này thì nó rất hiếm, nó không có nhiều đâu cả nhà. Này cũng nở hoa 9 bông hoa trong một cái chậu này. Nó trùng hết cái chậu này. Đấy, mã số 93 bán với giá là 400 nhá. Rồi em lên tiếp một đơn này nữa. Đơn này thì rất đẹp. Riêng cái loại này thì cái bả lá của nó rơi vào tầm 10 sen. Chậu này được 2 mèo nụ. Cái này soi cho anh em xem này. Nó được 3 nụ ở trong này. 3 nụ nhá. Còn đây cũng được 3 nụ này. Mã số 49 với giá là 300. Ở bên cạnh đó em có một cái chậu bạch ngọc rất đẹp. Chậu bạch ngọc này thì nó đang có 3 nụ như thế này nhá. Chậu này cũng trồng 4 năm rồi. Cái mèo bên này thì nó bị héo này. Tương tư nó khá nhiều. Mã số 91 với giá là 200. Anh em có nhu cầu thì các bác đăng ký kênh. Và nhà em thường bán lúc 19:30 hàng ngày trên kênh Chu Bi Lan Rừng Lâm Đồng nhé.